Để hạn chế việc tập trung đông người đến điểm tiêm vaccine, thời gian qua tỉnh có thông báo người dân đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 trực tuyến thông qua cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên Zalo hoặc là qua phần mềm Tây Ninh Smart. Người dân đã thực hiện việc đăng ký và chờ thông báo đến lượt tiêm phòng vaccine. Tuy nhiên cũng có người đăng ký nhưng chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Một khán giả ở thị xã Trảng Bàng có phản ánh đến đài phát thanh truyền hình Tây Ninh với nội dung như sau. Tôi có đăng ký tiêm vaccine qua app cho mẹ của tôi từ ngày 10 tháng 7 năm 2021. Thế nhưng đến nay, tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn thông báo lịch tiêm phòng. Trong khi đó, thị xã Trảng Bàng đạt tỷ lệ tiêm phòng khá cao. Trong thư khán giả cho rằng, việc tiêm phòng vaccine cho người dân trên địa bàn chưa đảm bảo đúng đối tượng được tiêm. Ngay sau khi nhận phản ánh của khán giả, phóng viên đài phát thanh truyền hình Tây Ninh đã có cuộc trao đổi cùng ông Trần Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng. Thì qua rà soát lại cũng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID trên địa bàn thị xã Trảng Bàng năm 2021-2022, đối tượng tiêm thì dành cho 17 nhóm đối tượng cụ thể, là ưu tiên tiêm mũi 2 cho các nhóm đối tượng đã được tiêm mũi 1, 16 nhóm đối tượng còn lại theo quyết định 3355 của Bộ Y tế, trong đó là ưu tiên cho cái lực lượng tuyến đầu chống dịch và lực lượng tuyến đầu thúc đẩy phát triển kinh tế, như là người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế, người tham gia phòng chống dịch, tức là thành viên ban chỉ đạo các cấp và người làm việc ở các khu cách ly, nhiệm vụ truy vết, tình nguyện viên nhân dân và các đối tượng khác còn lại. Thì đến nay thị xã Trảng Bàng đã tiêm được là 17.800 liều trên 180.000 dân số, đã đạt được là 9,8% dân số. Thì qua phản ánh thì chúng tôi đã cho kiểm tra lại tất cả các cái đợt tiêm chủng vừa qua, thì có thể khẳng định các địa phương đã làm đảm bảo đúng quy định, tức là đúng đối tượng được tiêm vaccine, không có chuyện thao túng về vaccine như phản ánh của người dân. Chúng tôi rất muốn có vaccine để tiêm cho tất cả mọi người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, nguồn vaccine thì có hạn, chưa về kịp. Trong khi chờ đợi có vaccine để tiêm cho tất cả mọi người dân để đạt được cái miễn dịch cộng đồng, thì chúng tôi rất biết tha kêu gọi mọi người dân trên địa bàn hãy phối hợp tốt với chính quyền để thực hiện tốt cái việc giãn cách và thực hiện nghiêm 5K để tự bảo vệ bản thân mình, gia đình mình và cộng đồng.